Yamaha NVX155VVA thế hệ 2 chỉnh làng, giá bán từ 53 triệu đồng. Với hàng loạt các nâng cấp, NVX155VVA chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ chính là Airblade 150. Được Yamaha giới thiệu vào cuối năm 2016 với trọng trách thay thế vị trí mà Nuvo mang lại, NVX155 đã nhanh chóng có được sự ưa chuộng của đông đảo nam giới nhờ thiết kế thể thao hầm hố và hàng loạt các trang bị, đặc biệt là sự có mặt của phanh ABS và chìa khóa thông minh. Và sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, thì mới đây, Yamaha đã đưa tới thị trường Việt Nam thế hệ thứ 2 của NVX155 với hàng loạt các đổi mới. Trước tiên là ở thiết kế, NVX155VVA thế hệ 2 sở hữu thiết kế cụm đèn pha mới, với dải đèn được vuốt lên cao hơn, cùng với đó là tăng hiệu quả chiếu sáng trong điều kiện thiếu sáng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, xe cũng có những thay đổi ở thiết kế cụm đồng hồ điều khiển và kích thước xe, mặc dù ngắn hơn, nhưng bề rộng và chiều cao đều tăng so với thế hệ cũ. Khối lượng NVX155VVA thế hệ 2 cũng nặng hơn thế hệ cũ 7kg. Về động cơ, mặc dù vẫn được trang bị khối động cơ BlueCore 155 phân khối, nhưng với việc được trang bị van biến thiên VVA, giúp NVX155VVA thế hệ 2 có được sức mạnh tốt hơn ở từng giải vòng tua. Cỗ máy mới của NVX155 sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại 8.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 13,9 Nm tại 6.500 vòng phút. Xe vẫn được trang bị phanh đĩa trước có tích hợp ABS, trong khi phanh sau là tang trống. Giảm sóc trước là ống lồng, trong khi phía sau là giảm chấn thủy lực lò xo. Một điểm mới khác của thế hệ NVX155VVA thế hệ 2 là việc được tích hợp ứng dụng Ethernet giúp kết nối màn hình đồng hồ xe máy với smartphone thông qua Bluetooth để hiển thị các thông báo của smartphone lên xe, cũng như kiểm soát xe một cách dễ dàng hơn. Yamaha NVX155VVA thế hệ 2 đã chính thức lên kệ từ ngày 14 tháng 5 với giá bán đề xuất cho phiên bản chuẩn là 53 triệu đồng. Và phiên bản giới hạn Monster Energy là 54 triệu đồng.